Xin chào các bạn. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tất tần tật về cách chỉnh sửa hình ảnh trong email. Vậy thì đầu tiên các bạn cần phải hiểu block hình ảnh là như thế nào. Thì block hình ảnh là một trong những block vô cùng hữu ích và mình có thể sử dụng nó để chèn hình ảnh nhằm tăng tính thẩm mỹ cho email của bạn. Vậy các thao tác thực hiện như thế nào thì mình cũng bắt đầu nhé. Thì ở đây, các bạn có thể chèn hình ảnh vào một cái mẫu template mà bạn tự tạo, hoặc là bạn có thể chèn hình ảnh vào một mẫu template có sẵn trên hệ thống. Thì ở đây mình chọn là một mẫu template đã có sẵn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách chỉnh sửa hình ảnh trong mẫu template này như thế nào. Thì ở đây các bạn thấy là ở đây đã có sẵn một cái hình ảnh rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn một cái hình ảnh mới hoàn toàn vào. Thì đầu tiên các bạn ở phần blog, các bạn sẽ chọn cho mình phần blog. Ở phần nội dung, các bạn sẽ kéo thả cái blog hình ảnh này vào trong email. Đó, thì mình sẽ kéo thả hình ảnh vào trong email. Thì mình có hai cách để có thể thêm hình ảnh vào trong email. Thứ nhất là mình sẽ tải hình ảnh trực tiếp từ máy lên. Và thứ hai là mình sẽ paste một cái đường link của hình ảnh bất kỳ trên mạng mà không cần phải tải vào máy. Và các bạn vẫn có thể sử dụng được cái hình ảnh đó. Đó, thì cách đầu tiên mình sẽ thực hiện là mình sẽ thử chọn một cái hình ảnh bất kỳ ở trong máy. Thì mình sẽ nhấn vào đây và chọn một cái hình ảnh bất kỳ. Đó, mình sẽ chọn một cái hình ảnh này bất kỳ đi. Đó, sau đó mình sẽ thấy hình ảnh mình vừa tải lên ở đây. Và mình chỉ việc click. Thì như vậy cái hình ảnh của mình đã được hiển thị. Thì bây giờ mình không muốn sử dụng cái hình ảnh này nữa. Mình vẫn muốn là ở cái vị trí này, mình thay thế một cái hình ảnh khác. Thì mình sẽ làm như thế nào? Thì mình sẽ click đúp chuột vào cái hình ảnh đó cho mình. Các bạn sẽ click đúp chuột. Sau đó mình sẽ thực hiện cái cách thứ hai, đấy là paste link một cái hình ảnh bất kỳ ở trên mạng mà không cần phải tải hình ảnh. Thì ở đây mình sẽ đã có một cái hình ảnh sẵn ở trên mạng mà mình không cần phải tải ở trong máy. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là sao chép địa chỉ hình ảnh. Sau đó các bạn paste cái link hình ảnh đó vào đây. Rồi nhấn Enter. Thì ngay lập tức cái hình ảnh đó đã được tải lên hệ thống và mình có thể sử dụng cái hình ảnh này mà không cần phải tải nó về máy. Đó, thì đấy là hai cách để có thể thêm hình ảnh vào. Thì một khi mà bạn đã thêm cái block hình ảnh vào thì cái thông số của cái hình ảnh đó sẽ hiện ở bên tay phải của bạn. Thì thứ nhất là bạn sẽ thấy là ở phần dimension thì mình có phần width và phần height. Cái phần width này chính là cái chiều ngang của cái hình ảnh này. Đó, thì các bạn sẽ chọn nhấn giữ chuột vào đây, kéo lên, kéo xuống. Đấy. Kéo lên và kéo xuống để điều chỉnh cái điều chỉnh sao cho phù hợp. Ngoài ra thì bạn có thể điều chỉnh cái chiều cao, nhưng mà thường thì mình không khuyến khích các bạn điều chỉnh cái chiều cao ở đây, bởi vì là bản chất cái hình ảnh khi mà tải lên ấy thì nó đã có cái kích thước rất là ổn rồi. Khi mà mình điều chỉnh cái chiều cao ở đây thì vô hình chung mình có thể khiến hình ảnh bị móp, trông rất là thiếu thẩm mỹ. Đó, thì mình sẽ không không khuyến khích các bạn sử dụng cái height này. Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể điều chỉnh phần top để giãn cách này, giãn cách phần bottom cũng thế, và cái phần right và phần left cũng cũng vậy. Và một cái lưu ý thì các bạn nên để cái chỉ số right và left bằng nhau để có thể hiển thị tốt nhất trên email mà tránh bị lỗi. Đó. Ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách căn chỉnh hình ảnh. Đấy, thì các bạn ví dụ các bạn không muốn hình ảnh này ra giữa mà các bạn muốn sang sang phải sang trái thì mình sẽ lựa chọn cho mình phần typography. Đó, thì bạn có thể chọn cách căn chỉnh hình ảnh. Đó, thì có thể là bên trái này, ở giữa rồi bên phải. Đó. Thì ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm cái link link hình ảnh, link liên kết vào cái hình ảnh này. Ví dụ các bạn muốn khách hàng nhìn thấy cái hình ảnh này, sau đó click vào hình ảnh thì nhảy sang một cái link của bạn chẳng hạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn cho mình cái hình ảnh đó. Sau đó các bạn vào cái phần setting. Đó, các bạn vào setting. Ở cái phần này các bạn sẽ paste cho mình cái link mà các bạn muốn khách hàng click vào hình ảnh. Rồi nó sẽ nhảy sang cái link đó. Thì các bạn paste cái link đó vào đây. Ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái cài đặt nâng cao cho cái phần hình ảnh. Ví dụ các bạn muốn hình ảnh của mình trông thật chuyên nghiệp hơn thì các bạn sẽ chỉnh sửa như thế nào. Đó, thì các bạn sẽ chọn cho mình phần decoration ở đây. Đó, thì ở đây thì mình sẽ có cái phần background này, các bạn có thể lựa chọn màu sắc.
được điều chỉnh cái phần màu sắc trong cái phần section chứa hình ảnh đó. Bo góc cái hình ảnh này, ví dụ các bạn muốn bo góc cho cái hình ảnh này, mình sẽ chọn cái phần border. Mình sẽ chọn cái phần border radius để mình có thể bo góc. Ví dụ mình sẽ là 30 chẳng hạn, thì lập tức cái hình ảnh sẽ được bo góc lại. Đấy, các bạn sẽ thấy phần width này sẽ là cái độ rộng của cái đường viền. Nếu các bạn muốn thêm cái đường viền vào đây thì các bạn sẽ nhập cái thông số vào đây. Ví dụ mình cho là 3 chẳng hạn, thì lập tức thì mình sẽ có một cái đường viền cho cái hình ảnh này. Đó, thì bạn muốn thay đổi cái thông số này thì bạn chỉ việc nhấn giữ chuột kéo lên kéo xuống. Đấy, thì cái đường viền của bạn sẽ có độ dày khác nhau. Đấy, dày rộng khác nhau. Ngoài ra thì bạn có thể lựa chọn các đường viền khác nhau. Ví dụ mình có thể chọn là đường viền là dấu chấm chẳng hạn. Mình sẽ chọn cái phần style này. Đấy, phần double này. Đó, tùy chọn tùy cái đường viền của bạn mà bạn mong muốn. Đấy, thì các bạn muốn đổi màu đường viền thì bạn sẽ chọn vào phần color ở đây. Bạn có thể thật ra bạn bạn có thể chọn cái màu sắc bất kỳ cho nó phù hợp, hoặc là bạn có thể nhập cái mã màu của nó vào đây. Đấy, nhấn Enter thì lập tức thì nó sẽ thay đổi cái màu đường viền cho bạn.